tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 2, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã thành lập tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị tổ chức liên quan, gọi tắt là tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát. Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án vạn Thịnh Phát của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh gồm ông Phan Văn Hoàng trưởng phòng phòng kế hoạch tài chính, tổ trưởng và hai tổ phó là ông Trần Đình Hoàng trưởng phòng phòng nghiệp vụ 2 và bà Nguyễn Thị Bình, phó trưởng phòng phòng kế hoạch tài chính cùng 12 chấp hành viên. Cũng trong ngày 22 tháng 2, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát đang triển khai tiếp nhận tăng vật vụ án từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03. Quá trình tiếp nhận, Tổ tiếp nhận vật chứng các vụ án Vạn Thịnh Phát đã đảm bảo công tác tiếp nhận tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót. Các tăng vật sau khi tiếp nhận được bảo quản cất giữ theo đúng quy định của pháp luật. Các vật chứng dự kiến nhận bàn giao bao gồm sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử, các sổ tiết kiệm, điện thoại di động các loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các vật chứng có số lượng ít, dễ kiểm tra, ra soát thủ quỹ, kiêm nhiệm, thủ kho, vật chứng trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm nhập kho tăng vật theo quy định. Đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp hành viên phải đối chiếu thông tin giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vụ lục đính kèm căn cứ vào số lượng tăng vật thực nhận các kế toán viên sẽ lập biên bản bàn giao tăng vật phiếu nhập kho tăng vật giữa cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03. Theo dự kiến ngày mùng 5 tháng 3 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng trong là Chu Lập Cơ 68 tuổi và 84 bị cáo về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay nhận tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp rút tiền các cá nhân thuộc nhóm cán bộ Ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Hôm nay, 22 tháng 2, cơ quan chức năng đã di lý bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát và một số bị cáo đang bị tạm giam tại một số nhà tạm giữ, tạm giam của Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho phiên tòa của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có 81 trên 86 bị cáo đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, năm bị cáo còn lại đang trốn truy nã và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vắng mặt năm bị cáo này. Như đã đưa tin, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thẩm phán Phạm Lương Toản chánh tòa hình sự thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa. 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tại phiên tòa sắp tới, 86 bị cáo bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Trong vụ án này có hơn 10 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm chung thân hoặc tử hình, gồm bị cáo Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoảng 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Bà Lan có 5 luật sư bào chữa là ông Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức. Hôm 19 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án Vạn Thành Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đồng thời hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Năm bị cáo bị truy nã gồm Nguyễn Lâm Anh Vũ, 55 tuổi, cựu phó giám đốc chi nhánh bến hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Trầm Thích Tồn, 63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Chim Minh Dũng 51 tuổi, cựu phó tổng giám đốc SCB, Nguyễn Thị Thu Sương 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành 53 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt thông báo nêu. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tuyển chọn người thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, rồi thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà Lan. Thành lập sử dụng các công ty ma cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện hành vi phạm tội. SCB đã giải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức, trong đó nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản nợ này đều không có khả năng thu hồi. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. SCB không chỉ mất số tiền gốc bị chiếm đoạt mà phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm thực hiện. Trước đó, sự sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Sau khi có bản án sơ thẩm, 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng gồm Đặng Anh Quân, Tiến sĩ Luật, cựu giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, cựu trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, cựu nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, cựu trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đề nghị được xem xét lại tư cách tham gia tố tụng và mức bồi thường thiệt hại tinh thần. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và chấp nhận mức án sơ thẩm mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên. Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian liên tục từ tháng 3 năm 2021, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội đã phát sóng trực tiếp live stream để đưa lên những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo và bà Trương Thị Việt Hà. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong vụ án này, ngoài triệu tập bà Phương Hằng, tòa án còn triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng. Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khi bắt giữ cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca vào tháng 2 năm 2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ gồm số 24 trên 18 d Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Kiều Sơn, phường đằng lâm quận hải an thành phố hải phòng và thôn trại trên đồng phản xã kinh giang thủy nguyên thành phố hải phòng ngoài ra công an tỉnh quảng ninh tiếp tục xác minh làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản khi bắt giữ khẩn cấp bị can đỗ hữu ca công an tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền đồng tiền ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca và bà Vũ Thị Lộc sinh năm 1958 khai số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Cơ quan điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca bà Vũ Thị Lộc và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau. Theo nguồn tin cho biết quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để giúp trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, quê Hải Phòng, chạy án. Tuy nhiên, ông Ca khai rằng, thời điểm đó bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền 35 tỷ đồng để chạy tội cho Đức. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cũng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông Ca. Ông Đỗ Hữu Ca chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức.